những kẻ thù luffy ghét nhất trước đây mình đã từng làm một video về kẻ thù mà luffy tôn trọng nhất chính là soái ca katakuri vậy những kẻ thù mà luffy ghét nhất là ai đây đầu tiên là Wapol khứ này đã phạm phải rất nhiều tội ác không thể tha thứ từ giết người bóc lột nói chung là như một kẻ độc tài mà kulu thì lại là người theo trường phái tự do cho nên ghét là phải thứ hai là kesa vì những việc làm khốn nạn mà hắn đã làm với bọn trẻ tại pang hazard luffy đến tận ác đảo bánh vẫn không thể tha thứ đây cũng là kẻ duy nhất nên nhà ta sẵn sàng bắt nạt bất cứ lúc nào gặp mặt thứ ba là Kaido, cô lù nhà ta rất thân với người dân Wano cũng như hâm mộ Kozuki Oden, cho nên những thứ mà tứ hoàng bách thú làm trong 20 năm là điều không thể tha thứ. Luffy cay đến mức trong một số phân cảnh thay vì đòi đá đít như những đối thủ khác thì cậu lại nói ta sẽ lấy đầu Kaido. Cơ mà nhiều fan thì biện hộ rằng Luffy chỉ đang nói theo Zoro mà thôi, chứ cậu không hề muốn giết tứ hoàng hai sừng này. Cuối cùng, hai kẻ thù mà Luffy ghét cay ghét đắng nhất chính là Akainu và Zoden. Đây là những kẻ đã gây ra cái chết cho người anh trai mà cậu yêu quý. Vậy anh em nghĩ, Lù có lần đầu xuống tay tiêu diệt không hay vẫn sẽ tha mạng? để lại ý kiến nhá